Rồi, hello cả nhà nha. Nay em Hào vô được một thùng hút mặt 5 màu xét pháo với 7 màu nha anh em. 7 màu ha. Rồi, hôm nay em có 5 màu chuyền nè anh em. 5 màu chuyền cắm hạt cứng nha anh em. Đang cho anh cắm danh dưỡng á. Đó, cắm hạt cứng ha. Với con xét pháo nè. Anh em có chơi thì qua bên em ha. Có con xét pháo cũng đẹp anh em ha. Chim này là gốc Phước Long Bình Phước nha anh chị. Hàng bể đấu đó cả nhà. Hàng bể đấu nha. Lông lá rất là đẹp mọi người. Đâu rồi, mấy con bảy màu đâu rồi. Rồi, anh em có cần chơi thì qua bên em Hào ha. Đó. Con 5 màu chuyền nè. 5 màu chuyền, 5 màu bổi em bán đồng giá 200.000 một con cắm hạt anh em. Đó. Con xét pháo thì 250 ha. Xét pháo 250 anh em ơi. Rồi, xét pháo này để 250 thôi. Có 7 màu nữa mọi người. 7 màu nữa. Không có tiêu rồi, để em vỗ vỗ thôi. Đó mọi người. Em vỗ vỗ cho nó lên coi. À. Bài tứ lùng tùng luôn, chim rất là đẹp nha anh em. Con lá mức được ha. Rồi, anh em cần chơi thì liên hệ em Hào ha. Rồi, rất là đẹp luôn. Đây, đây nữa nè anh em. Đây có một số 7 màu cắm hạt nha. À, có một con chiền anh em ơi. Con chiền ha, với một số bổi ha. Em bán đồng giá 250 một con cắm hạt cứng nha. Anh em có chơi thì gọi giùm em Hào ha. 250 nha, con bổi 250, con chiền 250 luôn em, 250 nha. Rất là đẹp mọi người ơi. À, đẹp cực kỳ luôn. À, tuyệt vời anh em. Tạt vào mặt trời luôn ha. Có con tơ này đẹp lắm nè anh em ơi. À, con diền tơ này đẹp cực kỳ luôn, tướng đã lắm nha. Nó có chỗ ở trên trên cổ nó hơi đốm đốm lật lật rồi nè cả nhà. Đây đẹp nữa nè anh em ơi. Chim đã không? Đặt vào ha. Đẹp quá anh em. Rồi, con chim mới tướng quá hớp luôn anh chị. À. Giờ nóng quá. Cái màu đẹp lắm nha anh em ơi. Nha, quá trời màu luôn. 250 một con nha. Bảy màu nè mọi người. Lô này đẹp ha. Lông lá ok luôn. Đây con chiền nè anh em. Đó, nó chỗ mọi người thấy đốm đốm nè, nâu nâu rồi ha. Đó. Này nó chỗ rồi ha. Anh em nào chơi bắt nha, 250 luôn ha.